Xin chào, mình là Loan, rất vui khi được đồng hành với các bạn trong hành trình làm mẹ, mang thai và bầu có nên uống tinh bột nghệ hay không, được rất nhiều chị em quan tâm bởi vì có một số quan niệm cho rằng khi mang thai chúng ta sử dụng tinh bột nghệ sẽ giúp con sinh ra trắng trẻo, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh hơn và nhiều chị em thì bị đau dạ dày, ọ chua. Vậy nhiều mẹ nghĩ đến giải pháp uống tinh bột nghệ, nhưng khi mang thai và bầu chúng ta không nên uống tinh bột nghệ nhé. Tinh bột nghệ thì không xa lạ gì đối với mọi người rồi. Chúng không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn hỗ trợ chăm sóc vóc dáng, làn da vô cùng hiệu quả, làm đẹp. Nhưng đối với phụ nữ mang thai thì nếu các mẹ muốn dùng để làm một thức uống hàng ngày sẽ là không an toàn. Và bầu sử dụng nhiều tinh bột nghệ sẽ dễ bị nhiễm độc thai nghén và ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Thậm chí nó có thể làm co bóp tử cung, gây sảy thai hoặc là sinh non, hoặc có thể gây các dị tật cho thai nhi. Vậy là rất nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai. Nghệ thì vốn đây là một vị thuốc quý, nhiều công dụng hữu ích như có thể kể đến là nhanh lành vết thương, chữa sẹo, chống nhiễm trùng, làm đẹp da, hỗ trợ tiêu hóa rất là tốt. Đặc biệt thì được coi như là một thần dược cho phụ nữ sau sinh. Nhưng trong giai đoạn mang thai thì chúng ta không nên sử dụng. Nhưng các mẹ vẫn có thể sử dụng tinh bột nghệ vàng nguyên chất như một gia vị để thêm vào các món ăn cho hấp dẫn hơn. Bởi sử dụng nghệ an toàn trong một liều lượng nhỏ thì cũng rất là tốt cho các mẹ bầu và thai nhi. Chúng ta nhớ là chúng ta chỉ nên dùng nghệ vàng cho vào gia vị các món ăn, không thường xuyên và không ăn trong 3 tháng đầu. Tốt nhất là ngoài 5-6 tháng chúng ta hãy ăn cho vào các món ăn gia vị. Sau đây mình có một số lưu ý cho các bà bầu. Tuyệt đối là chúng ta không sử dụng nghệ cho những người mà bị dị ứng, cho các mẹ bầu mà bị dị ứng. Tinh bột nghệ có tính phát huyết cực kỳ mạnh khi sử dụng, đặc biệt là trong 3 tháng đầu, gây ảnh hưởng rất là xấu đến thai nhi, gây sảy thai. Vậy các mẹ tuyệt đối không sử dụng, đặc biệt là tinh bột nghệ đen, nghệ đỏ không nên sử dụng cho phụ nữ mang thai. Tốt nhất là với các mẹ bầu mà chúng ta bị có các vấn đề về dạ dày ở mức độ nhẹ hoặc sau điều trị viêm dạ dày ở giai đoạn ổn định, nếu muốn uống tinh bột nghệ, sử dụng tinh bột nghệ thì hãy có sự tư vấn chỉ định của bác sĩ, dùng ngoài tháng 6 của thai kỳ với mức độ vừa phải, không quá 10g một ngày, thì những vấn đề này bác sĩ sẽ lưu ý các mẹ rõ hơn. Chúng ta chỉ cần nhớ là không nên tự ý uống tinh bột nghệ mà chưa có sự chỉ định của bác sĩ là không được. Hy vọng với những chia sẻ này của mình, chị em đã tìm được cho mình câu trả lời rằng bà bầu có nên uống tinh bột nghệ hay không. Ngoài ra thì nếu các mẹ không uống được thì chúng ta có thể làm mặt nạ đắp mặt làm đẹp rất là tốt. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh và an toàn. Đừng quên đăng ký làm mẹ channel của mình để cập nhật những chia sẻ mới nhất và nhanh nhất nhé.